Xuân mà bước khom tỏa khóp mường, ánh hào quang lùng lường mọi tì. Cần bay tèo bằng vì buôn sam, chập nọng rú bòng tàng văn con. Một bản phong thư được viết bằng chữ nôm tày do nam hoặc nữ gửi cho người mình yêu. Với những người biết chữ, có thể tự sáng tác được, thì bức phong thư mang đậm dấu ấn cá nhân của người viết ra nó. Cái bụng nghĩ sao, trái tim mách bảo thế nào thì viết ra thế ấy. Nhưng chữ phải chân phương, nắn nót, giấy viết phải đẹp, càng cầu kỳ thì càng thể hiện lòng thành. Bức phong thư được viết theo thể thơ 7 chữ liên tục, cũng có khi được chia thành từng khổ 4 câu gần với lối thơ đường. Khung bức thư vẽ trang trí ong bướm, hoa lá, chim én ngậm phong thư, rồng trầu mặt nguyệt, như một tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhiều người còn treo dán ở buồng nằm. Các thế hệ ông bà ngày xưa có nhiều người không biết chữ nên đành nhờ những ông trái tri viết hộ hoặc đọc hộ. Trái tri vốn là những trí thức bình dân sống trong cộng đồng người Tày. Trái tri thường ngâm ngợi những bức thư đó theo một giai điệu tha thiết. Vì vậy, bức thư có tính chất cá nhân ấy thông qua trái tri trở thành một loại dân ca mang tính cộng đồng. Cái phong thư này, cái chính là trao đổi tâm tình, chủ yếu là củng cố tình yêu. Nhưng mà cách thể hiện trong cái thư tình ấy, nói chung là tình yêu là đã đành rồi, nhưng mà thái độ bên nào cũng là khiêm tốn cả. Không có cái gì gọi là nói quá đi. Cái gì khiêm tốn, cái gì cũng là nói về phía mình là mình đều kém hơn. Thì nó có cái đặc điểm như thế. Và cuối cùng thì có vài ba câu hoặc thậm chí là hàng chục câu cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy tức là cái tác giả mà ghi giúp mà. Nó có một cái thì gọi là chú thích nhưng mà nó cũng vần vè, cũng thống thiết lắm, thì cũng ghi ở trong cái bức ấy. Và ngày xưa thì vật liệu giấy bản là chính, giấy bản nhưng mà loại to, khổ to là chính. Thế còn những cái người mà gọi là nhà khá giả thì các cụ ấy, cụ bà cụ ông ấy, thường thường là dùng một cái vuông vải cát bá để nhờ thầy viết cái phong thư là bằng cái vải cát bá. Bươn chiến vần thảm quá, bươn xàm biọc phong hôm năm à mương mỏi tí, mèn nhói lọng lật lý xa ở căn. Phác cầm sáng nọng xuân tang tỉ, mà óc hồi hôn hỉ sắc ngơ bay. Ngồi quê trái cả đây lũ bâu, trầm khâu phía miêu màu đây ở na, trầm trang trải thâm mạ phía mũ cây, ngoạc mà trầm đông mày kheo ở đây. Ra đầy ngài ta ngạ quây nọng nơ, đầy lim khăm xa.
xây có xin mơ trài xin nòng tống béo cả cái bươn nhì. Một chuyện tình cảm riêng tư được đưa ra cho người khác xem được, đọc được đã là việc hiếm thấy, mà cái riêng tư ấy được nâng thành một thể loại có kết cấu và quy cách biểu hiện riêng, có luật thơ cố định và đặc biệt hơn nữa là có cách ngâm vịnh riêng biệt được cộng đồng ghi nhận. Đó là một nét đặc sắc trong văn hóa của người Tày. Thông thường, phần mở đầu phong thư sẽ theo một khuôn mẫu có sẵn. Một năm có bốn mùa, thư viết thời điểm nào thì câu mở đầu liên quan nhắc tới mùa đó. Chẳng hạn, nếu viết thư vào mùa hè thì sẽ mở đầu rằng: Hè thiên vằn rú quẹn buồn sâm, đát tọng cần lương quân vọng cảnh, đàn thân hắc vọng mình tương tư, đẩy hăn ẻn sống thư mà lọt. Nếu là mùa thu thì viết là: Lầm lập vận khẩu tiết vụ thu, các thức biếc nưa bù lẹo tán, căm bút viết kỷ đoạn thăm tin, vẫn cón ngộ duyên cần đẩy càng. Vì nó là cái tiếp biến văn hóa, cho nên là cái điều kiện mà phong thư nó chỉ phát triển ở những cái nơi mà có trí thức bản địa và cái trí thức lưu quan. Bởi vì phong thư nó là cái hình thức diễn sướng chủ yếu bằng ngôn ngữ. Phải biết viết, biết đọc và thậm chí phải biết biên tập thì mới có thể truyền tải được cái tâm tư, tình cảm của trai gái trao nhau. Chính vì thế cái điều kiện để phong thư phát triển phải là ở chỗ có cái nền dân trí tương đối cao. Phong thư chỉ nói về việc yêu, nhưng đó là những tình yêu trong bốn mùa sản xuất nghề nông. Dẫu đang yêu say đắm bao nhiêu, ngoài sang bên cạnh thì đã thấy ngổn ngang những công việc ruộng nương. Cho nên trong phong thư thường có cả những câu mô tả công việc đồng áng, ruộng vườn mà chủ thể đang thực hiện. Trai ơi, chầu mì nhồng tin mừng hết óc, báu sâu lăng danh giác trai ơi, tạm tò đầy bình tối tó ké. Nòng ơi, cần bừa thỏ cả mại, bấu mì khẩu lồng mỏ còi xa, bấu mì vài thay nà còi tàng, chứ mí nòng no. Những bức phong thư hay còn được hiểu là thư tình ấy là nỗi niềm suy tư thầm kín, sâu lắng từ đáy lòng của các chàng trai cô gái mới quen, hay đã và đang bén duyên nhau, hoặc là tơ duyên trắc trở. Tình yêu của họ dạt dào như nước suối nguồn, ngày đêm thương nhớ nhưng lại ít có điều kiện được ở gần nhau để lượn hát tâm tình. Vì thế, phong thư là phương tiện truyền tải nội dung tình yêu lứa đôi, là người bạn áp má, kề gối của họ. Để giải tỏa nỗi nhớ mong xa xiết, họ nói lên tâm tư của mình với người yêu qua bức phong thư. Em nhận được phong thư giống như đã được gặp anh rồi. Còn anh thì chờ thư em đến dạo dực, nhớ mong, khắc khoải trong lòng. Trong phong thư thường có yếu tố bi, đau buồn, thương nhớ. Nếu hai người không đến được với nhau, người nào đi lấy chồng, lấy vợ trước thường viết một bức phong thư mời người yêu cũ đến dự. Chàng trai hay cô gái sẽ viết bức phong thư để trả lời. Bởi vậy, tiếng hát, giai điệu phong thư thường buồn xa xiết. Tuy nhiên, không hề bi lụy kêu than mà vẫn luôn sáng lên những ước mơ lãng mạn, nhân văn. Này trai rú lươn lụ rú hơ, ngọng có ngừ chập trài phát ỉ. Đầy hăn trài bầu trái say hạ căn hẹn
Để có thể đạt đến tình yêu thực sự, Phong Thư còn hay dùng các gương người đời, nhất là các gương trong lịch sử, trong các chuyện cổ tày để gợi cho người yêu noi theo, như chuyện Nam Kim Thị Đan, Lương Quân Biếc Phạ. Từ đó, bằng mọi cách khéo nói để người yêu noi theo. Nghệ thuật viết phong thư thường dùng cách nói khoa trương, cường điệu, dùng những việc làm trái với logic để chứng tỏ rằng vì người yêu mà họ có thể làm được những việc không thể tồn tại trong đời thường. Chẳng hạn như vì người mình yêu mà quyết đắp ao trên ngọn cây thả cá, lấy nước nấu thành dầu thắp, cho nước chảy lên đỉnh núi, bắt thuyền đang xuống thác quay trở lại. Vì vậy, phong thư vẫn tồn tại trong đời sống tình cảm của người Tày như một nét đẹp trong văn hóa độc đáo, thẫm đẫm phong vị của một tình yêu mãnh liệt, da diết. Trong thời kỳ kháng chiến, làn điệu phong thư cũng là cảm hứng cho nhiều người sáng tác ra những bài phong thư gửi cho người yêu, người chồng ra tiền tuyến, động viên họ vững tâm đánh giặc, giữ nước. Trong những ngày hội xuân hay trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương, những bài phong thư cổ và đặt lời mới vẫn được những nghệ nhân dân gian thể hiện, kết hợp cùng tiếng sáo dìu dặt, da diết. Với phong thư, các thế hệ cha ông người Tày không chỉ gửi gắm trong đó cách giao tiếp độc đáo trong tình yêu, mà còn có cả những chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng. Có khi là cả những kho tàng tri thức văn hóa, những điển tích, điển cố phong phú trong đời sống tinh thần của người Tày. Thật không quá khi nói rằng, nếu muốn biết ngày xưa các thế hệ ông bà của chúng ta đã từng yêu như thế nào, hãy tìm đọc những bài phong thư. Trong tình yêu của người Tày, khi họ đã có được nhau, thì phong thư trở thành kỷ vật lưu niệm quý báu, được trân trọng, gìn giữ của hai người. Còn nếu không đến được với nhau, thì chúng trở thành kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Ở bất kỳ thời kỳ nào, trong dòng chảy bất tận của thời gian, dù cách thức thể hiện như thế nào, thì tình yêu vẫn luôn giữ nguyên bản chất, vẫn có những điểm chung của nó. Và phong thư cũng vậy, mãi mãi là bức thư tình quyến rũ, là kỷ vật tình yêu một thời trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Tày. Cầm nón chài nếp khẩu đỡ chờ, nón ơi ra đây à ngờ đinh này, lại công việc bâu đầy rùa đài, cầm ngày đuổi nón à na ra ước